Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tahiko. Thì trong cái video lần này tôi sẽ nói về cái chủ đề sử dụng điện máy pha cho tiệm rửa xe. Vì sao mà nhiều người lại khuyên nên sử dụng điện 3 pha 380V thay cho điện 1 pha khi mà mở tiệm rửa xe ô tô. Và cái cầu nâng trụ rửa xe ô tô thì nó có sử dụng điện không? Thì tôi xin trình bày về cái vấn đề này như sau. Trước tiên cái câu trả lời nên sử dụng điện máy pha cho tiệm rửa xe ô tô thì câu trả lời đó là nên sử dụng điện 3 pha 380V. Bởi vì sao? Bởi vì là khi sử dụng điện 3 pha thì công suất và công suất nó mạnh hơn và cái điện áp nó sử dụng cũng ổn định hơn, mạnh hơn và ổn định hơn mọi người nhé. Thế thì trong một cái tiệm rửa xe ô tô ấy có hai cái thiết bị mà nó sử dụng điện nhiều nhất và nó yêu cầu quan trọng về mặt điện, đấy là máy nén khí và máy rửa xe. Với những máy nén khí hay là máy rửa xe có công suất lớn hơn 3kW trở lên, nếu mà sử dụng điện một pha thì motor của nó hoạt động nó không ổn định và nó không đủ công suất, nó không đủ cái điện năng cung cấp để mà chạy, cho nên là nó xảy ra cái sự cố liên tục. Chính vì vậy mà những cái máy nén khí hay máy rửa xe cao áp từ 3 HP trở lên ở nước ngoài họ đều sử dụng điện 3 pha 380V. Và cái vấn đề thứ hai là cái sự ổn định. Thì với điện 1 pha như tình trạng cái điện ở Việt Nam ấy là điện áp ở Việt Nam là 220V điện 1 pha. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng nó chỉ có 190V, 200V, 210V, nó không ổn định. Cho nên là cái điều này dẫn đến các cái motor hay các cái thiết bị mà liên quan đến điện nó rất là hay bị hỏng, rất là hay bị hỏng về phần điện. Do đó mà khi mà sử dụng với một số những cái thiết bị mà cần cái sự ổn định về điện, người ta hay dùng những cái ổn áp là vì như vậy. Ổn áp để nó giúp cho cái điện năng với cái điện áp nó được ổn định là 220V. Thế thì mình sẽ đi sâu vào hai cái thiết bị mà hay sử dụng điện, đấy là máy nén khí và máy rửa xe. Thì thứ nhất là về máy nén khí, cái cầu nâng ấy, thì nó không sử dụng điện mà nó hoạt động dựa trên cái nguyên tắc là khí nén thủy lực, tức là dùng áp lực của khí nén để đẩy cái lớp nhớt thủy lực lên và đẩy cái tải trọng của cái cầu lên. Để mà tiệm hoạt động ổn định cần những thiết bị như máy nén khí và máy rửa xe hoạt động ổn định. Với cái máy nén khí mà sử dụng trong một cái tiệm rửa xe ô tô có cầu nâng ấy, thì cái thể tích của nó phải từ 200 lít trở lên và cái áp lực hoạt động của nó là 12 kg/cm². Chính vì vậy cho nên là phải cần những cái motor có công suất lớn, do đó mà sẽ phải tối ưu cho cái việc sử dụng máy nén khí với cái công suất lớn đi cùng với điện 3 pha. Đây, cái thể tích của cái bình chứa này, thể tích của bình chứa này phải lớn hơn cái bình nhớt, lớn hơn cái bình nhớt, và cái áp lực hoạt động của nó phải từ 10 đến 12 kg để cho nâng được cái xe có tải trọng lớn ở trên cầu và để sử dụng ổn định. Thì chắc chắn là phải dùng những motor có công suất lớn, mà motor có công suất lớn thì phải sử dụng điện 3 pha mới được. Vấn đề thứ hai là với máy rửa xe cao áp, thì với những cái máy mà lớn hơn 3kW trở lên ấy, thường là người ta cũng sẽ sử dụng với điện 3 pha. Đây là cái điều mà các cái nhà sản xuất ở nước ngoài người ta làm rất là chuẩn, chứ không như ở Việt Nam. Khi mà sử dụng cái điện 3 pha ấy, thì khi đấy cái công suất motor của nó rất là khỏe, mà khi công suất motor khỏe thì cái đầu bơm đi cùng này, nó cũng hoạt động rất là khỏe với cái lưu lượng và cái áp lực mạnh, do đó mà rất là thuận lợi cho khi mà rửa cả xe du lịch hay xe tải. Bởi vì khi mà áp lực mạnh ấy, mình muốn chỉnh xuống áp lực nhỏ thì nó cũng rất là đơn giản, nó không ảnh hưởng gì đến máy cả. Chỉ có máy mà rửa xe với áp lực
nhỏ mà mình chỉnh lên áp lực lớn mà chạy quá lâu thì nó sẽ bị nhanh bị hỏng máy thôi. Cho đó mà vì sao mà những cái máy rửa xe 3 pha với công suất lớn ấy, nó rất là ít khi hỏng. Bởi vì là áp lực nó mạnh và lưu lượng nó mạnh, cho nên là cái quá trình sử dụng khi mà sử dụng với những cái máy như xe, ví dụ như xe máy, như xe du lịch, mình giảm áp đi thì máy nó cũng lại càng bền, rất là ít khi hỏng. Và cái thứ ba nữa là vấn đề về giá điện. Thì khi mà sử dụng điện 3 pha thì cái giá điện nó cũng ổn định hơn, nó không bị tình trạng tăng giá như điện dân dụng. Ví dụ như nếu như điện dân dụng mà mình mà sử dụng điện, ví dụ như khi sử dụng điện đến 100 số thì giá khác, lên đến 200 số thì giá khác, lên đến 300 số thì giá khác, thì điện nó là một cái mặt hàng rất khác so với cái mặt hàng thông thường trên thị trường. Đấy là với những cái mặt hàng khác trên thị trường ấy, khi mà dùng càng nhiều thì giá càng rẻ, nhưng riêng với điện thì khi dùng càng nhiều thì giá càng đắt. Tuy nhiên là cái với cái điện 3 pha ấy, cái giá mà nhà nước mình đang áp dụng nó là giá điện kinh doanh, tức là nó chỉ có một giá thôi. Do đó mà khi mà sử dụng nhiều điện ấy, thì lại rất là lợi trong những trường hợp này. Thì khi đó là một cái mà rất là tốt cho người kinh doanh khi mà sử dụng rất nhiều điện, bởi vì giá nó rất là ổn định, nó không bị tăng giá như là điện dân dụng. Thì đấy là cái, thì về cái điện 3 pha này khi sử dụng nó có ba cái: thứ nhất là công suất lớn, công suất mạnh; thứ hai là nó ổn định, ít hư hỏng; và thứ ba là cái giá của nó cũng không bị tăng mà nó ổn định. Đấy là ba cái rất là tốt khi mà mình sử dụng điện 3 pha để mà kinh doanh điện rửa xe. Vậy thì những cái thủ tục gì cần để khi mà chi điện 3 pha thì có ba cái thủ tục. Cái thứ nhất là cái giấy xin điện, xin cấp điện của Sở Điện lực. Cái này thì mọi người cứ xin cái mẫu của Sở Điện lực về mình viết thôi. Cái thứ hai là về giấy phép kinh doanh, thì mọi người phải có giấy phép kinh doanh hoặc là xin cái giấy phép mở cái hộ kinh doanh cá thể cũng được, cũng là cái hình thức kinh doanh. Và thứ ba là cái giấy tờ đất hoặc là cái giấy tờ thuê đất với những người mà đi thuê mặt bằng để làm tiệm rửa xe. Thì cái thủ tục hành chính thì nó gồm chỉ có ba loại giấy tờ như thế này thôi. Nhưng mà bởi vì cái môi trường làm việc về hành chính ở Việt Nam nó khá phức tạp, cho nên là cái việc mà xin được nhanh hay chậm nó tùy thuộc vào những cái khác nữa. Có một số nơi thì đôi khi người ta cũng thậm chí là cho điện trước thôi, sau đấy mới làm những thủ tục này, dựa vào cái mối quan hệ của mỗi người. Cho nên là cái vấn đề này nó cũng khá tế nhị, mà ở trong cái video này tôi không muốn nói ra. Tuy nhiên là để xin được thì nó cũng không có phức tạp, để mọi người cũng cố gắng hỏi và tìm cách để mà mình thuê. Bởi vì là hiện tại nhà nước cũng đang rất là hỗ trợ cho những người mà mở doanh nghiệp để mà làm ăn kinh doanh. Đấy, thì trong cái video này tôi cũng xin chia sẻ với mọi người về cái vấn đề nên sử dụng điện máy pha khi mà mở điện để xe ô tô. Thì chốt lại là mọi người nhớ nhé, nên xin điện 3 pha khi mà mở điện để xe ô tô, bởi vì nó rất là có nhiều cái tác dụng, và trong cái quá trình mình sử dụng thì nó rất là ổn định và máy móc nó ít hư hỏng. Thì hãy dành cái thời gian để mà nâng cao cái doanh số của mình, nâng cao cái hiệu suất làm việc cho cái tiệm của mình, thay vì về những cái công việc khác, ví dụ như là suốt ngày phải lo vấn đề hỏng hóc sửa chữa máy, trong khi là doanh số cũng không có, doanh thu cũng không có, mà lại vẫn phải trả những cái chi phí cố định như là lương nhân viên, mặt bằng. Ok, thì cũng rất là mong là các bạn sẽ hoạt động kinh doanh được tốt khi mà mở cái tiệm sửa xe ô tô. Thì nếu như cần tham khảo về các cái thông tin về các cái thiết bị hay dịch vụ để mở tiệm sửa xe thì các bạn có thể liên hệ đến số hotline của Tayco. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe.